Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hà Tĩnh sẽ kiểm điểm Chủ tịch Hội Phụ Nữ vì lạm dụng xe công. Ngày 8 tháng 2, VOA Tiếng Việt loan tin, Bí thư Hà Tĩnh sẽ kiểm điểm việc Chủ tịch Hội Phụ Nữ tỉnh dùng xe công đón con. Theo quan sát của VOA, bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã nhận nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội sau khi dùng xe công vụ đón con ở sân bay cách nay ít ngày. Ngày 7 tháng 2, ông Bí thư tỉnh ủy nói với báo chí Việt Nam rằng sẽ kiểm điểm nghiêm túc sự việc này. VOA cho biết nhiều trang tin tức trong nước đưa tin rằng nhiều người chứng kiến, ghi hình và đưa lên mạng xã hội việc một xe công vụ mang biển xanh, bật đèn và còi ưu tiên đón một phụ nữ trẻ tại sân bay Vinh vào tối ngày 2 tháng 2, dẫn đến nhiều ý kiến bất bình chỉ trích. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA cũng cho biết vào ngày 7 tháng 2, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận rằng chính bà đi chiếc xe đó đến đón con gái có bầu. Do con gái có bầu nên tôi có báo cáo cơ quan vào sân bay Vinh đón cháu. Vì máy bay đáp trễ nên xe chờ hơi lâu. Lúc cháu ra thì xe cộ đông nên tài xế có bật đèn để chạy cho nhanh. Bà Hà nói với phóng viên theo trích dẫn trên Vietnamnet và trên News. Vẫn theo báo chí trong nước, bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai. VOA tiếp tục cho hay, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, người có thực quyền quyết định cao nhất trong tỉnh, theo cơ cấu chính trị của nước Việt Nam Cộng sản, nói với báo chí ngày 7 tháng 2 rằng giới lãnh đạo tỉnh đã nắm được sự việc và thường trực tỉnh ủy sẽ kiểm điểm nghiêm túc. Và đây là hình chiếc xe biển số xanh của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh chờ đón người tại sân bay Vinh. Vị lãnh đạo nói thêm rằng tỉnh đang giao công an xem xét việc xe công vụ lắp còi, đèn ưu tiên. Theo đó, sở, ban, ngành địa phương nào sử dụng sai sẽ bị thu hồi chấn chỉnh. VOA dẫn các quy định của Việt Nam. Theo đó, xe được gắn còi, đèn ưu tiên gồm xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp. Ô tô gắn đèn phát tín hiệu ưu tiên trái phép có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, bị tịch thu thiết bị, người lái bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Bên cạnh đó, người nào sử dụng xe công vào mục đích cá nhân hoặc phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, các quy định của nhà nước nêu rõ. Và đây là hình xe biển số xanh vào khu vực hạn chế tại sân bay Tuy Hòa, Phú Yên, tới chân cầu thang máy bay đón ông Phó Bí thư tỉnh ủy Phú Yên cùng người nhà. VOA cho biết thêm một số vụ sử dụng xe công vào việc riêng trong những năm gần đây bị nhiều người dân và ngay cả báo chí quốc doanh Việt Nam lên án là một hành vi tham nhũng quyền lực. Một trong những vụ việc gây chú ý nhất là xe công vụ được điều tới tận chân cầu thang máy bay ở Nội Bài, Hà Nội để đón vợ của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ông này đã phải viết thư xin lỗi nhân dân và rút ra bài học sâu sắc vào đầu tháng Giêng năm 2019 sau khi nổ ra làn sóng lên án trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trên đây chỉ là một vài vụ ít ỏi bị phát hiện trong vô số những vụ việc không bị phát hiện khác. Thực tế, việc quan chức Cộng sản sử dụng xe công vào việc riêng diễn ra thường xuyên, thậm chí đã trở thành điều bình thường, đương nhiên. Không chỉ dùng xe công để đưa đón vợ con, các quan chức còn dùng xe công để tiếp đón bạn bè, bà con thân thuộc với họ. Điều này đã trở thành phổ biến từ thập kỷ năm 1970 đến năm 1980, chứ không phải bây giờ mới xuất hiện. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hà Tĩnh sẽ kiểm điểm Chủ tịch Hội Phụ nữ vì lạm dụng xe công. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Ông Trọng đốt lò có chọn lọc. Ngày 6 tháng 2, AFA Tiếng Việt có bài Đảng chống tham nhũng có chọn lọc, bên trọng, bên khinh. Theo đó, sau hàng chục vụ án tham nhũng bị phanh phui, một số nhà quan sát cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò một cách có chọn lọc, chỉ nhắm vào những người chống đối ông trong đảng mà thôi. AFA nhắc đến việc nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị khiển trách. Hai Thứ trưởng Bộ Công Thương là ông Hoàng Quốc Vượng và Đỗ Thắng Hải bị khởi tố và bắt tạm giam trong tháng 1 năm 2024. Và đây là hình bài trên AFA. Trong khi đó, ông Trần Tuấn Anh, cựu Bộ trưởng Công Thương, chỉ bị cho thôi chức vụ theo đơn xin nghỉ và được Trung ương Đảng chấp nhận. Đây là người thứ ba bị loại khỏi Bộ Chính trị khóa 13 từ năm 2021 đến năm 2026. AFA dẫn lời cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng nhận định, đương nhiên là ông Trần Tuấn Anh có sai phạm thì mới bị kỷ luật, nhưng mà trong hệ thống này thì ai cũng sai phạm cả, không ít thì nhiều. Cho nên khi mà người này hay người kia mất chức, bị kỷ luật hay ra tòa thì chủ yếu đó là hậu quả của cuộc thanh trừng đấu đá nội bộ bên trong mà thôi. Luật sư Nguyễn Văn Đài từ nước Đức nói với AFA rằng, đây rõ ràng là sự phân biệt đối xử giữa các đồng chí với nhau. Bằng chứng là ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã đích thân đến thăm bố mẹ của ông Trần Tuấn Anh là ông cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Chúng ta có thể thấy rằng là đối với những người thuộc phe cánh của những người đang có quyền lực thì khi vi phạm sẽ được hạ cánh an toàn. Còn những người đối lập ở trong đảng thì chắc chắn sẽ bị xử tử. Và đây là hình ông Tô Lâm chúc Tết gia đình cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. AFA cho biết Bộ trưởng Công an Tô Lâm vào chiều ngày 6 tháng 2 đã đến thăm và chúc Tết gia đình nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ông Trần Tuấn Anh là con trai cựu Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương. Luật sư Đài nhận định một trong những nguyên do giúp cho ông Tuấn Anh thoát kỷ luật đảng hay thậm chí là thoát án tù là do ông này là con của một lãnh đạo nhà nước có công với cách mạng, trực tiếp tham gia kháng chiến trước năm 1975. AFA bình luận, đây không phải là lần đầu tiên có sự phân biệt đối xử giữa các đảng viên cấp lãnh đạo. Hồi tháng Giêng năm 2023, ba ông thuộc Ủy viên Trung ương Đảng gồm cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh đều chỉ phải từ chức, nghỉ hưu theo nguyện vọng, nhưng không chịu bất kỳ hình thức kỷ luật đảng nào, cũng không bị điều tra hình sự về các vụ đại án như chuyến bay giải cứu hay vụ Việt Á. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện tại Quốc hội ngày 15 tháng 1. Trong khi đó, hàng loạt cán bộ cấp dưới đã bị bắt, bị khởi tố hình sự liên quan đến các vụ án này vì các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo AFA, sau những đồn đoán về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng và sau lần xuất hiện ngắn ngủi của ông trong lễ khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội ngày 15 tháng Giêng nhằm bác bỏ tin đồn, thì cho đến nay ông Trọng chưa xuất hiện trở lại trong sự kiện nào. Luật sư Đài dự đoán ông Trọng đã không còn đủ khả năng để xuất hiện công khai trên truyền thông và tệ hơn, có thể ông ấy không còn điều hành công việc được nữa. Chống tham nhũng sẽ giảm đi giống như thời kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng, chỉ xử lý các quan chức ở cấp doanh nghiệp và cỡ nhỏ thôi, chứ còn các quan chức cấp tỉnh, trung ương thì họ sẽ tìm cách thỏa hiệp với nhau, dung hòa với nhau về lợi ích để cùng chia chác lợi ích, chứ không còn chống tham nhũng như thời của ông Trọng nữa. Tương tự, theo ông Lê Anh Hùng, sau khi ông Trọng rời khỏi sân khấu chính trị, thì chống tham nhũng nó sẽ mang màu sắc khác. Nó không còn quyết liệt đến mức cực đoan giống như những năm vừa qua nữa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Trọng đốt lò có chọn lọc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.